Ok, hello mọi người nha. Chào mọi người trở lại với đó là channel của Galaxy. Thì hôm nay mình mới là đặt mua con tai nghe này. Thì con này tai nghe này tên là Rock Setra Core. Thì là nó có khác biệt gì với con Rock Setra mà không chứ có chữ Core này. Đúng không? Thì nó đó. Ok. Đây, chỉ chừng che này là rồi là giống rồi, nhưng các bạn có thể thấy thì là ở đây nó khác biệt nhất đó là cái đầu là 3.5 so với là cái con đời đầu tiên, đó là cái giọng cái cổng mà USB-C. Thì con này nó sẽ có những gì, tại vì là thấy nó mới ra thì sẵn là đổi luôn. Thì con này nó sẽ có những gì nha anh em. Thì chúng ta có thể thấy đây là một cái hộp nhựa cũng khá là bắt mắt cũng như là khá là lịch sự. Có một cái nút gỡ đây khá là giống với là những cái phong cách mở của như là Razer, cái con tai nghe Razer hôm bữa mình cũng có mua rồi. Thì nó cũng có cái thay vì ở đây á, là nó là cái cục hít, thì còn bên Razer nó có một cái miếng vải giống như là cái nó kẻ hít lại, nếu không phải là cục hít là miếng vải, cái miếng tươi 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 nhám 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 ấy. Ok, thì chúng ta sẽ coi bên trong nó sẽ có cái gì nhá. Mình mới mua hồi chiều luôn, mà hồi chiều này mình đi công chuyện cho mình không thể quay được, bây giờ về mới là quay được video cho anh em đây. Ok, vừa mở hộp ra chúng ta sẽ có đó là một cái hộp của là Rock. Ok, và chắc chắn cái hộp này nó sẽ là chứa hết tất cả phụ kiện rồi. Một lát mình sẽ mở ra bên đây nó sẽ có gì. Tiếp theo đó là sẽ là con tai nghe. Tại vì một tai mình cầm với là một tai mình mở ra cho nên nó sẽ hơi khó một chút xíu, cho nên các bạn thông cảm nha. Ok, với lại camera nó hơi rung rung tí. Sao khó là khó lấy quá nha. Lấy sao tự nhiên cái nó bị đứt cái dây luôn. Chắc vui nha. Ok, lên rồi anh em ạ. Ok, con tai nghe này mới có trên thị trường luôn nha anh em. Nó cũng có lâu rồi nhưng mà hình như mới nhập về Việt Nam mới đây thôi. Cho nên là mình thấy vậy mình mua luôn. Cũng đang cần tai nghe để đeo. À, hiểu. Từ từ tí. Đi. Chụp nè. Sai rồi. Không sao, nó dán keo là được anh em ạ. À. Hơi bị ngáo. Ủa giờ lấy sao? Khó lấy thế. Vợ ơi. I need help. Vợ. Không được rồi anh em ạ. À. Cái này phải cần vợ tôi rồi, đã tôi tí nha. Quay lại liền. Ok, quay trở lại đây. Rồi, mình đã lấy ra được rồi. Bằng cách là lọc hai cọng kẽm ra, lọc cái này ra thì nó sẽ lấy được. Ok, rồi dưới nó có cái gì nữa? Nó có một cái đó là sách hướng dẫn với tiếng băng Tây Ban Nha, Bosky, bla gì đó. Ok. Rồi một cái cuốn sách hướng dẫn mà chắc cũng chỉ cần ghim ghim vô nghe thôi chứ có gì đâu. Ok. Rồi, đóng hộp rồi thôi. Ok. Quan trọng đó là cái này. Cái này nó đánh giá cả một sản phẩm đây, chỉ ra đâu đó là 1,2 triệu hiện tại trên thị trường. Ok, mình mới mua luôn nha, cho nên mình sẽ chưa biết là âm thanh nó sẽ như nào, cho nên là mình cũng nói về thiết kế của con này á, thì mình đánh giá rất cao về đó là cái nút volume. Các bạn có thể thấy volume của con này với là volume của con đời trước thì nó rất đẹp 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 rất 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 là nhiều luôn. Các bạn có thể là lên 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 mạng search cái con đời trước thì là nó bằng nó bự chà bá như là gọi là gì ta, như là cái mạch điện tử gì đó, còn hơn thua hơn cái mạch điện tử nữa, mà nút không được là bằng tô bằng cái lớp nhựa như thế này nữa, mà nó màu bạc bạc như này này, nhìn nó thật là sang chảnh thực sự luôn các bạn ạ. Với lại là cái nút bấm nó cũng rất là chắc chắn luôn. Các bạn có thể nghe mình bấm đây, thực sự là rất chắc chắn, cảm em giác rất là chắc chắn luôn. Ok, tăng âm nhỏ lớn gì đó bla bla bla. Rồi, tiếp theo đó là những cái đầu tai nghe. Thì các bạn có thể thấy là so với tai nghe kỳ này thì nó sẽ không có led so với là cái đời đầu, nó chỉ là một cái logo Asus mà thôi, chứ không còn đó là một cái led được đỏ 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 nữa. Thì cũng đúng thôi, thì tai này là tai 3.5 mà nó sẽ không đủ nguồn điện để nó để cung cấp được cái led trên đây, cho nên mình có thể hiểu được điều đó so với là cái cổng USB-C. Rồi, và chất liệu của cổng dây này vẫn không làm được bằng vải anh em ạ. À.
Ok, nếu như nó bằng giải bằng cái đoạn này y chang như cái cọng Samsung Galaxy Note 9, tai nghe Note 9 mình đang xài, thì thực sự là một điểm 10 dành cho tai nghe này. À hơi điểm 10, hơi choáng một chút xíu, điểm cộng thôi. Ok, nhưng mà rất đáng tiếc vẫn là bằng nhựa anh em ạ. À, hơi đáng tiếc. Với lại là cái thiết kế bằng chữ L. Đa số là các cái tai nghe của gaming đều người ta thiết kế chữ L này, nó rất là ok và sẽ tránh cái tình trạng là bị gãy cái ngay cái đầu này. Cho nên thiết kế này mình sẽ đánh giá là rất là cao. Rồi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn phụ kiện nó sẽ có những gì? Đây. Phụ kiện nó là một cái à. Cái này là dành cho những cái mà PC mà người ta có hai đầu. Giống như là cái laptop nào người ta sẽ là có hai đầu ghim vô là nó sẽ chuyển qua thành một đầu nè các bạn. Ok, dành cho những cái laptop nào mà thế hệ cũ ấy, hoặc là những cái laptop nào mà chưa có làm ra riêng hai đầu thì nó từ là hai đầu thành một đầu, rất dễ dùng cho người xài. Và tiếp theo đó là cái nút tai nghe đây. Ok, khá là nhiều nút đấy, mình có thể thấy ở phía sau như các bạn có thể thấy đây. Đây, nó có rất là nhiều nút. Ok, bỏ ra mất công lắm, họ gắn vô lại cũng vậy thôi. Mình sẽ cho các bạn đây bằng nhựa, cái này đều bằng nhựa hết nha bạn, mà nhựa như là nhựa dẻo thì phải, nhựa nó cũng không không đến nỗi nào mà cứng. Ok, cho nên rất tiện các bạn nào mà thường bị đau tay thì mấy cái này thì mình nghĩ sẽ ok. Nó dẻo, nó không cứng như các bạn nghĩ như là trên hình đâu. Ok, đây nó giống giống y chang như vậy này, không khác gì cả. Để mình tăng độ sáng lên cho các bạn coi tí. Điện thoại cùi quá anh em ạ. À, nó chính thực sự giờ rất cùi luôn. Ok, đây các bạn có thể thấy ra này không? Đó. Ok, đó là những phụ kiện của cái con tai nghe này, mặc dù là cái hộp nó rất là bự, bự tỏ con bà nó chản luôn, nhưng mà bên trong thì là phụ kiện nó cũng như bao nhiêu đó thôi, chỉ có tai nghe với lại bao nhiêu đó thôi. Mà 1 triệu bạc. À, 1 triệu 2. Trời, như các bạn có thể thấy thì là chất, nói chung là chắc con game cái tai phone này nó chuyên về đó là game. Cho nên thì nhạc chắc chắn mình đánh giá sẽ không cao đâu, mình có thể là nhận nhận xét luôn. Mình có thể nhận xét trước luôn là cái tai phone này nó chuyên về game. Cho nên chắc chắn nghe nhạc 100% sẽ là không hay. Thì chỉ chơi game thôi mà anh em, đúng không? Mình mua tai nghe mình chơi game mà, chứ không phải là quan tâm gì nghe nhạc đâu. Nghe nhạc chắc chắn là phải mua Sony rồi, không phải một con Asus này. Rồi, đó là những cái đánh giá sơ bộ về cái tai nghe mình mới mua này. Còn về chất lượng âm thì mình sẽ có một bài viết sau, hoặc là mình sẽ có một cái comment ở dưới bài cái video clip này nha. Rồi, hẹn mọi người ở những video clip sau. Và video clip sau đừng quên để lại một nút subscribe như nút chia sẻ cho cái review tai nghe này nhá. Đó là Rode Secha Core, trị giá 1 triệu 2, đang có trên thị trường và các shop trên toàn quốc của Việt Nam. Ok, quảng cáo giùm luôn đấy. Với lại là nếu như các bạn có cảm thấy mình sai sót cái gì đó, hoặc là những cái gì các bạn mà muốn biết hơn, thì các bạn có thể comment ở dưới video clip này nhé. Và chào tạm biệt mọi người, và hẹn gặp mọi người sau ở những video clip tiếp theo. Bye bye.